Đầu tiên á, mình chỉ biết đến Ramito nó có cái công dụng là trị sâu răng, hôi miệng, trắng răng, làm trắng răng, trị níu, chảy máu chân răng, cũng như là viêm lợi, viêm níu, nhiệt miệng đó. Thế nhưng mà sau này mình biết được một cái công dụng tuyệt vời của Ramito nữa là phòng chống dịch. Hàng ngày á là mình, thứ nhất là mình cứ nhỏ một hai giọt vào kem đánh răng, cứ nhỏ khô nhá, không có kem đánh răng, cái bàn chải đánh răng có thể mình làm ướt trước xong mình vẩy nước đi, mình lấy kem đánh răng lên và sau đó mình nhỏ một hai giọt lên cái kem đánh răng đó và mình đánh trong vòng 2 đến 3 phút, đánh kỹ sau đó súc miệng nhỏ đi. Thứ hai nữa là hàng ngày thì mình nhỏ 1 đến 2 giọt, nhỏ 2 giọt vào một chút khoảng 50 ml nước ấm ấm, nước muối pha loãng nhé, xong người ta súc họng, ngửa cổ súc sâu vào trong họng này này đó. Thứ ba nữa là nhỏ vào nước muối sinh lý hoặc là nước muối hạt pha loãng, xong rồi rửa mũi. Mọi người rửa mũi thì có thể có nhiều cách, một là nhỏ vào cái chai nước muối xong mình nghiêng đầu, mình nhỏ bên này thì nó chảy qua bên kia và nghiêng bên này nó chảy qua bên kia. Nhưng mà với Diện á, Diện có một cái cách rửa mũi thì nó hơi khác thường nhưng mà nó lại cực kỳ tuyệt vời, nó rửa sâu ở trong hốc mũi luôn. Là nước muối pha loãng các bạn nhé, pha loãng ấm ta bỏ vào cái chén ăn cơm á. Các bạn biết không, bỏ vào cái chén ăn cơm á, cho đầy chén nước muối pha loãng ấy. Pha thật loãng nha, pha chứ không phải là pha phải đâu, mà hơi ấm ấm một xíu thôi chứ đừng có quá nóng, khoảng chừng 30 độ thôi. Xong rồi các bạn nhỏ vào đấy 2 giọt Ramito và sau đó chúng ta cạp cái miệng vào miệng cái chén á, xong người ta thả cái mũi vào trong đó nhưng mà đặc biệt không hít, thì chúng ta không có hít chủ động mà chúng ta để đó thì nó theo cái nhịp thở của ta á, là nước muối nó có pha Ramito đó, nó chui vào trong mũi và nó đi xuống họng, sau đó ta nhổ ra. Nó cứ như thế, chúng ta cứ làm liên tục như thế, nghĩa là ta rửa thông suốt cái đường mũi, là từ lỗ mũi mà đi xuống đến cổ họng luôn, là ta nhổ rửa được cái, nếu có virus, nếu bị tiếp xúc với virus hoặc là ấy là nó ra luôn đường ngoài luôn đó, tức là nó đi sâu luôn chứ không phải là miễn đâu. Nó thích lắm và sau đó khi mình quen rồi thì mình có thể hít chủ động. Còn cái bước đầu tiên á, thì mình không hít chủ động mà mình chỉ ngậm cái mũi mình vào đấy thôi, xong rồi kéo cái nhịp thở của mình á, theo cái nhịp thở của mình là nó cứ hít nước muối nó vào mũi và nó xuống họng, vào mũi xuống họng, và mình như thế mình rửa đi và hết, và khi còn lại một ít thì mình súc họng. Đó là mình kết hợp vừa súc mũi vừa súc họng. Thứ ba nữa là mình nhỏ vào khẩu trang, mình nhỏ một giọt thôi không cần nhiều đâu, hàng ngày mình nhỏ một giọt vào khẩu trang và mình nhỏ cho con mình hôm trước đi học á, là mình nhỏ cho 2 cái khẩu trang, một cái nó đeo và một cái mình gấp lại nhỏ vào, xong mình gấp lại mình vò nó đi, vò vò đi cho cái tinh dầu nó tan ra hết cho cái khẩu trang á, sau đó mình gấp lại mình bỏ vào cặp cho con, và đến trưa là con nó thay đó. Thì bản thân mình cũng thế, thì nếu trường hợp F0 thì mình hướng dẫn là đeo cả ngày và cứ đeo đến trưa thì thay khẩu trang ra cột lại bỏ vào thùng rác kỹ, xong đến chiều lại thay khẩu trang mới, xong đến tối lại thay khẩu trang, và kể cả đến lúc trước khi đi ngủ vẫn đeo khẩu trang. Như thế thì mình đã giúp được rất nhiều F0 và chỉ trong 3 ngày là âm tính trở lại đó, kể cả cháu mình, và rất là mong dầu tỏi. Dầu tỏi hiện nay đang cháy hàng và thực sự sử dụng cái Ramito nó cực kỳ hiệu quả trong phòng chống dịch cả nhà nhé. Đó nên mình tư vấn cho khách hàng combo cả dầu tỏi, cả Ramito và còn cái dầu tràm á, Dầu thì tràm. mình sức vào tay này này, mình nhỏ 1 2 giọt vào lòng bàn tay và mình xoa cho con mình, nó xoa hết lòng bàn tay để nó đi, và mình nhỏ vào cái chai sát khuẩn á, mình xịt, hoặc là nhỏ vào cái đèn xông tinh dầu á, mình xông ở trong nhà. Đó là Đúng rồi. cái dầu tràm nhé. Nó cực kỳ tốt cả nhà, cái bộ ba của mình phòng Bộ chống dịch ba nó đấy. cực kỳ hiệu quả. Đây. Và các cái khách hàng mà bị F0 của mình á thì đang sử dụng cái bộ combo như vậy và cực kỳ hiệu quả, và chỉ 3 ngày thôi gọi hết. Và người mà đã đang sử dụng như em gái mình á, em con dì ở quê á, thì vừa rồi con gái của hắn là bị F0. Thế khi mình tư vấn cho nó bị cái là nó điện cho mình ngay, nó bảo cháu bị F0 bá ơi làm sao. Thế là mình đặt cho cái bộ combo về nó dùng, cái hôm đó ở Hà Nội hết dầu tỏi, phải đặt mãi Hồ Chí Minh ra thay mình. Các bạn biết nó khổ cỡ nào. Cháy khó Dầu liên tỏi tục. thì dầu tràm với lại Ramito thì chỉ có 1 ngày là về, mà trong khi dầu tỏi phải 5 ngày mới về. Sốt ruột, cũng may là hôm trước con chị nó ở nhà, là mình cứ tư vấn cho nó bị viêm xoang á, nó uống cái dầu tỏi, nó còn một chai nó đưa cho cháu, chứ không thì rất là căng luôn á.
Thế là bé nó chỉ cháu nó chỉ cháu nó đi làm công ty đấy, nó bị thế là về là nó chỉ có dùng có 3 ngày, sang ngày thứ tư là nó âm tính. Nhưng mà nó âm tính thì đến chồng nó lại bị lây, xong rồi đến cái đứa em mình á là hàng ngày mà đi chăm á là cũng bị có dấu hiệu. Thế mình bảo nó phòng rất kỹ nhưng mà vẫn bị nhá, nó bảo em phòng kỹ lắm mà hôm nay em cũng có dấu hiệu là gần như là mất mùi, với lại cái cổ nó cứ vướng như là có đờm. Thế mình bảo nó bây giờ em bỏ Tamiflu vào em súc miệng cho chị ngày 3 4 lần đi. Thế nó súc xong nó cứ suốt ngày nó gọi chị ơi sao dầu tỏi lâu thế. Bây giờ chị cũng biết làm sao được, suốt ngày nhắn tin nhờ hỗ trợ. Thế thì đến hôm sau dầu tỏi về thì đến nó bảo là chị ơi em chỉ súc họng bằng Gamito theo lời chị dặn á là chỉ có 3 lần đến chiều là cái cổ em nó thông thoáng liền. À, nó dễ chịu ngay lập tức. Đó, xong rồi mình cũng dạy nó theo cái cách rửa mũi như vậy thì là nó không có bị nhá, mặc dù là tiếp xúc với F0 hàng ngày. Đó, cho nên Đúng các rồi. bạn tư vấn cho khách sử dụng cái Lamito nó cực tốt. Được chưa anh Quốc? Em hỏi chút xíu nữa, hỏi chị với lại bạn Hợp á, khi mà có một số F0 của người thân mình bị, một số người thân bị F0 như nhà anh Hợp á, là chỉ dùng nội cái dầu tỏi là nó âm tính hay là có dùng kèm theo những loại thuốc tây nào không? Cái này thì khách hàng của chị thì nếu mà nó sốt quá thì mình dùng thêm cái thuốc hạ sốt thôi. Nhưng mà dùng dầu tỏi không là cháu mình thì hầu như là nó không có dấu hiệu sốt quá cao, nó cứ dùng dầu tỏi và Gamito hàng ngày với lại dầu tràm để xông nhà, tức là cái bộ combo của mình á, là nếu mà sốt quá thì vẫn phải dùng cái thuốc hạ sốt thế thôi chứ không phải dùng kháng sinh liều cao đâu. Còn nếu mà không dùng cái bộ của mình á, như hôm trước là đứa cháu dâu của mình ở đây này, tức là cháu trai thì nó nghe mình thì nó chỉ có 3 ngày nó âm tính, nhưng mà cái đứa cháu dâu mà nó không nghe, nó bảo cháu có bác sĩ lo rồi. Thế thì cuối cùng là nó phải truyền tiêm kháng sinh liều cao trong vòng 10 ngày, và sau cái hậu Covid thì nó cực kỳ là mệt. Nói các bạn là như thế, một đứa cháu dâu và một đứa con của nó không nghe mình á là nó ho ho kinh khủng luôn. Sau khi mình đưa cái dầu tỏi cho uống thì nó đỡ ho, nó đỡ và nó bảo khi mình nói lúc đó nó mới nghe đấy. Truyền kháng sinh 10 ngày. Đó, bác sĩ phải tiêm kháng sinh liều cao đấy các bạn nhé. Còn khi sốt thì mình uống ấy thôi, chứ cũng nếu là đang điều trị ở bệnh viện thì phải tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Còn nếu điều trị ở nhà thì mình chỉ dùng combo đó và thuốc hạ sốt. Với lại ấy thôi, chứ còn cũng không nên xông bằng cái thực ra người ta hướng dẫn xông bằng nấu nước xông á. Không nên Nhưng xong mà bằng mình cái nghe đấy đâu chị ạ. các cái tiến sĩ với lại các cái bác sĩ người ta phân tích á, nếu mà mình xông nóng quá đấy, xông những cái nước mà cái tinh dầu mà đun nước mà xông nóng ấy, thì là nó sẽ bị tổn hại cái niêm mạc mũi rất là nhiều đó. Nhưng mà mình súc miệng mới rửa mũi bằng Ramito á, thì là nó không có ấy đâu, nó không có tổn hại cái niêm mạc mũi đâu, bởi vì cái Ramito của mình cái hàm lượng tinh dầu nó cao nhưng mà nó lại không nóng. Chứ còn nếu mà rửa mũi bằng cái dầu gió bình thường nha, nó cũng tổn hại cái niêm mạc mũi nha các bạn. Được chưa anh Quốc? Cảm ơn chị nhiều. Rồi.